Xin giới thiệu với tất cả các quý vị trên toàn cầu. Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp năm 2023, còn 3 ngày nữa là và đón Tết Nguyên Đán năm 2004. Thì tôi đã có mặt tại nhà Bá Kiến ở tỉnh Hà Nam, nhà Bá Kiến ngày xưa, chắc là mọi người học lịch sử còn nhớ. Đây là một không gian, một ngôi nhà của cụ Bá Kiến ngày xưa. Đấy, cụ địa chủ, cụ rất là nhiều đất cát và coi đã từng ngự trị coi ở cái đất này rất là độc ác. Và chị Dậu cũng đã từng có những cái kỷ niệm và đã từng đến đây và bán đàn chó và bán cái tí cho cụ. Và đây là nhà cụ. Còn thực ra cô ngồi bán chuối đây là một cô hàng xóm, thì sang đây ngồi bán chuối nhờ thôi, chứ không phải là cô có dây dưa dễ má họ hàng gì với cụ Bá Kiến cả. Nhưng mà đây là nhà cụ Bá Kiến còn được đóng cửa, thì nhà nước cho giao cho ban quản lý chính quyền xã là họ quản lý trông coi và đóng cửa thì người dân. Cô ơi, có được mở cửa vào tham quan trong không cô? Không có chìa khóa chứ. À thế ạ, vâng, cảm ơn cô. Đấy, đây vừa tôi vừa hỏi cô là cô bảo là xin phép là có được phép mà mở cửa vào trong nhà có để tham quan nhà Bá Kiến không, nhưng mà cô bảo là không được, tại vì coi có chìa khóa thì chính quyền có họ cầm. Khóa rất chặt. Cô ơi, thế con cháu họ hàng coi như nhà còn vài người thôi, còn chết hết rồi. À vâng. Người. Nhưng mà chắc là làm ăn không ra gì rồi cô. Ừ. Đấy, độc ác coi như đúng là quả báo ngay đấy, chứ chả phải là nhân quả. Ông trời ông vật ngay chứ chả cần phải là. Đấy, bây giờ con cháu đây cô vừa nói là còn có mấy người thôi, đấy, mà làm ăn coi chả ra cái gì. Đấy. Nhưng mà chắc ở đâu chứ hả cô? Chứ không. Ở đây làm đây. Vâng, đấy cô vừa nói là con cháu coi như là chết hết rồi, còn mỗi một bà đâu quanh quẩn ở đâu đây này. Ông độc ác lắm, vào thì là rồi là bây giờ coi như là bị diệt vong. Đây là những cái chum nước ngày xưa, những cái chum này. Đấy, ăn ở coi độc ác thì bị diệt vong thôi, có gì đâu. Đây là ngày xưa là ông đã từng xây những cái bể cá coi rất là đẹp. Bây giờ coi nước vào rồi bèo tấm nó lên này, rồi những cái chum đựng nước này. Chí Phèo cũng đã từng đến đây. Đấy, mà không biết là cái lò gạch cũ ở đâu. Thì tôi một dịp nào đó tôi sẽ có thời gian, ngày dài tháng rộng là tôi sẽ có thời gian tôi quay lại đây. Đấy, quay lại đây để xem là cái lò gạch cũ ở đâu. Đấy, và nhà Chí Phèo ở đâu. Đấy, và Thị Nở ở chỗ nào, thì tôi cũng sẽ giới thiệu với tất cả các quý vị coi, để cho các quý vị được biết để các quý vị coi chiêm ngưỡng xem là đây từ cái khối đá. Đấy, khối đá của Bá Kiến đây, và cái niêu niêu kho cá đây. Đấy, niêu đất là của Bá Kiến và vẫn còn đây. Còn đây là cái gì đây, không, ghế là ghế công ty Nam Thanh Liệt May Hải Đăng kính tặng. Đây là chắc là chính quyền xã và họ mang đến đây coi, để cho quý khách thập phương đến đây và ngắm đây. Nhưng thực ra thì đây không phải là một cái chỗ để mở ra để mà du lịch, nhưng mà ví dụ người xa gần thì đến đâu đó coi đến đây mà có tiện thì cũng có cái mà ngồi thôi, chứ thực tế là cũng không phải là cái điểm để cho quý khách tham quan. À, toàn bằng gỗ lim này, rất là cổ kính, rất là hoành tráng, một cái nhà ba gian thôi nhưng mà rất là hoành tráng. Tôi sẽ đi quanh
pháp đằng sau để cho các quý vị đấy. Đây hiện tại bây giờ là chắc là hàng xóm gần đây thì bà con quanh đây người ta tí tận dụng qua những cái được chính quyền xã họ trao cho giao cho cái khu vườn này để là trồng chuối để là tăng gia sản xuất cho nó đỡ lãng phí. Chứ còn thực ra thì xã thì họ cũng chả dùng để làm cái gì cả. Tại vì cái này là nó là cái di sản, là một cái tài sản của quốc gia rồi, chứ không thể nào mà đấy, những cái buồng chuối rất là to cao cho các quý vị xem những cái cây chuối rất là quá cao, những buồng chuối rất là dài, mười mấy nải cơ mà. Ở đằng sau kia có những cái ao vườn có rất là rộng. Đây là chắc là ao cá đây. Bà Kiến địa chủ mà. Giờ những cái cây nhãn cổ thì trồng dã, còn bà Man. Tôi cũng xin quay một đoạn video để chia sẻ với tất cả các quý vị để được biết một cái căn nhà cổ của bác Kiến. Đây cái cây mẫu đơn này chắc là quay từ thời ông bác Kiến vẫn còn sống, ông chồng đây, nó cổ kính. Một làng Vũ Đại, một cụ Ba Kiến và một thằng Chí Phèo con. Ngày xưa đây là một cái bể nước này. Đấy, bể nước cổ. Đấy, và đây là một cái đây kiểu thay như một cái chậu họ quây gạch, tức là cụ Ba Kiến cho thợ là quây gạch. Đấy, quây gạch và để láng xi măng và để làm một cái chậu rửa. Đấy. Cũng có van đồng này, từ cái thời đấy mà cũng đã có van đồng này. Đấy, đây. Van đồng rất là hiện đại. Và đây sân thì được lát gạch. Những cái viên gạch về thời cổ mà rất là đẹp mà bây giờ vẫn còn nguyên.